Bây giờ là bản tin tài chính thị trường trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin hôm nay với các thông tin đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng ban hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế. Hai kịch bản phân giao xăng dầu năm 2023. Tăng trưởng toàn cầu tiếp tục giảm sút do lạm phát. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Theo đó, thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Kế hoạch trên được thực hiện cho đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2025. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn cung của thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu cho năm 2023. Theo đó, kịch bản 1 có tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm nay, tương đương 25 triệu 900 ngàn mét khối tấn, và kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26 triệu 760 ngàn mét khối tấn. Sản lượng này phải được phân bổ từng tháng từng quý. Mỗi tháng quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý, sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 để có điều chỉnh phù hợp. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sẽ thống nhất quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối bằng công nghệ số do Bộ Công Thương chủ trì. Dự kiến tháng 12 sẽ có buổi tập huấn thống nhất việc ứng dụng phần mềm quản lý xăng dầu. Thưa quý vị, cuối năm thường là cao điểm sản xuất nên doanh nghiệp thường phải tuyển dụng thêm hàng trăm lao động thời vụ. Trái ngược hẳn với năm nay, khi mà đối diện với tình trạng đơn hàng sụt giảm mạnh, thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm hàng ngàn công nhân lao động. Trong bối cảnh đó, vẫn có những doanh nghiệp nỗ lực xoay sở bằng nhiều cách để duy trì việc làm cho người lao động ngay trước Tết Nguyên đán, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như nửa đầu năm 2022, doanh nghiệp này tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, thì ở nửa cuối năm, đơn hàng đã giảm đến 50% vì thị trường nhập khẩu khó khăn. Để đảm bảo hoạt động và giữ việc cho hơn 1.500 công nhân, doanh nghiệp buộc phải thay đổi, tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường ngách như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á thay vì là châu Âu. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Đây là mặt hàng truyền thống, là sản xuất giày da nữ thời trang. Nhưng chúng tôi cũng đang tìm mọi cách là chuyển đổi sang một phần sản xuất sang sản xuất giày thể thao để làm sao mà có nhiều đơn hàng, đa dạng hóa mặt hàng và có cái hàng để cho người lao động làm việc. Rất nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với tình trạng đơn hàng giảm mạnh, dẫn đến thu hẹp sản xuất, giảm giờ làm, giãn việc, nhưng vẫn giữ ổn định lực lượng lao động. Không chỉ khai thác triệt để các thị trường ngách, mà các doanh nghiệp cũng tìm cơ hội ngắn hạn ở thị trường nội địa, dù gặp không ít khó khăn về cách tiếp thị, phân phối. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang duy trì số lao động như cũ, nhưng giảm bớt giờ làm, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới để bù vào doanh thu sụt giảm, cũng như là tăng cường bán lẻ nội thất cho thị trường trong nước để duy trì việc làm cho người lao động. Cái duy trì của các doanh nghiệp, bây giờ họ cố gắng duy trì để là chăm lo đời sống cho các doanh nghiệp, cho các người lao động và gia đình của họ từ giờ đến cuối năm. Thật ra những doanh nghiệp này phải đúng là nó cần biểu dương, tại vì họ đã cố gắng hết sức. Từ đầu năm cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 27 doanh nghiệp cắt giảm lao động, khiến gần 3.000 công nhân thất nghiệp ngay thời điểm cuối năm, dẫn đến nhiều lo ngại về an sinh xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố lập tổ liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động nhằm hạn chế các nguy cơ bất ổn có khả năng xảy ra trong dịp cuối năm. Khi mà doanh nghiệp xây dựng cái phương án về việc phải cắt giảm lao động thì phải tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật. Trong đó đặc biệt là đảm bảo đầy đủ những cái quyền lợi cho người lao động. Tổ chức công đoàn chúng tôi sẽ cùng các cơ quan chức năng cố gắng kết nối và tìm việc làm cho cái số lao động bị mất việc. Đoàn viên và người lao động bị mất việc cũng sẽ là một cái đối tượng ưu tiên trong cái chăm lo Tết đợt này của Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh. Dù rất nỗ lực nhưng với những khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp sẽ khó tiếp tục cầm cự. Vì vậy doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ như hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đang đứng trước ngưỡng cửa mất việc, giảm tiền điện nước, mặt bằng, thuê đất để doanh nghiệp hỗ trợ chéo cho người lao động,
vừa giúp cho doanh nghiệp tăng cường khả năng chống chịu trước khó khăn, vừa giải quyết sinh kế, thu nhập cho người lao động. Ngay sau đây sẽ là một số thông tin giá cả thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, nhận thấy nhu cầu sử dụng TV của người hâm mộ bóng đá đang tăng cao trong mùa World Cup, hàng loạt siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà hấp dẫn dành cho khách hàng mua TV thời gian này nhằm tăng doanh số, đẩy hàng tồn và kích cầu mua sắm. Hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung 2022 từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12, nhiều doanh nghiệp siêu thị cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đua nhau giảm giá mạnh. Đây cũng là đợt khuyến mãi quy mô lớn nhất năm với mục tiêu kích cầu mua sắm. Các cửa hàng quần áo, giày dép giảm giá từ 40 đến 70%. Siêu thị cũng đồng loạt khuyến mãi hàng ngàn mặt hàng thiết yếu cho dịp cuối năm. Bên cạnh đó, thực phẩm, đồ uống, sữa trong các chuỗi cửa hàng, hệ thống siêu thị cũng đua nhau giảm giá. Cụ thể, các hệ thống cửa hàng như là Vibamart, siêu thị Co-opmart, Big C, MM Megamart, Winmart hay là các trung tâm thương mại như là Gigamall, Emart, Vincom hầu hết đều treo biển giảm từ 50 đến 80% cho nhiều mặt hàng. Rất nhiều doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã thành công với chương trình nhà cung cấp được xác minh trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Nhiều sản phẩm được làm từ nguyên liệu tự nhiên như là lục bình, mây tre, lá cọ, cỏ biển v.v. tạo nên những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường đã được xuất khẩu và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng từ châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, châu Á trong những năm qua. Tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm từ 3,1% trong năm nay, còn 2,2% vào năm sau do lạm phát cao, trước khi phục hồi nhẹ và tăng 2,7% trong năm 2014. Đây là dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế toàn cầu được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, công bố vào ngày 22 tháng 11. Theo OECD, kinh tế thế giới đang mất đi động lực tăng trưởng do tác động khủng hoảng từ xung đột Ukraine. Lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, niềm tin người tiêu dùng suy giảm và vẫn còn nhiều yếu tố khó đoán định trong tương lai. OECD dự báo lạm phát ở các nước G20 vẫn trên mức 8% trong quý tư năm nay, trước khi giảm xuống 5,5% vào năm 2023-2024. Theo đó, Anh sẽ trở thành nền kinh tế yếu nhất trong G20 ở 2 năm tới, với GDP ước đoán giảm 0,4% vào năm 2023 và chỉ tăng 0,2% vào năm 2024. OECD nhấn mạnh, chống lạm phát cần phải là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khuyến nghị thắt chặt chính sách tiền tệ ở những nước vẫn có tình trạng giá cả tăng cao và nhắm mục tiêu vào các biện pháp hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp. Ngoài ra, OECD cũng kêu gọi tăng tốc đầu tư vào các nguồn và công nghệ năng lượng sạch để giúp đa dạng hóa nguồn cung. Hôm 22 tháng 11, Liên minh châu Âu và Mỹ đã thông báo về những khoản viện trợ lớn dành cho Ukraine. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục phân bổ thêm 2,5 tỷ euro, tức là tương đương khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine, trong khi khoản viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ sẽ bắt đầu được thực hiện trong những tuần tới. Thông tin về gói viện trợ 2,5 tỷ euro giải ngân thêm cho Ukraine được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đăng tải trên trang Twitter. Khoản viện trợ này nhằm phục vụ các hoạt động sửa chữa hạ tầng khẩn cấp để giúp cho Kiev tái thiết. Ủy ban châu Âu cũng đang lên kế hoạch bổ sung thêm 18 tỷ euro viện trợ cho Ukraine cho năm 2023. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo khoản viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev, vốn được phê duyệt hồi tháng 9 vừa qua, sẽ bắt đầu được giải ngân trong những tuần tới. Khoản viện trợ nhằm giúp cho chính phủ Ukraine ổn định kinh tế và hỗ trợ các dịch vụ cốt lõi của chính phủ Ukraine, bao gồm trang trải phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế và lương hưu cho người dân. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, các nước phương Tây đã liên tục cung cấp cho Kiev các khoản viện trợ nhân đạo, quân sự và tài chính trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 11, chính phủ của tân thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã thông qua ngân sách đầu tiên với kế hoạch chi tiêu 35 tỷ euro tập trung vào việc kiềm chế tác động của giá năng lượng cao và cắt giảm thuế cho những người làm công ăn lương và lao động tự do. Các chính sách tài khoá mới được đánh giá là tuân theo đường lối thân thiện với Liên minh châu Âu. Trong 35 tỷ euro của gói ngân sách mới, khoảng 21 tỷ euro sẽ được sử dụng để giúp cho các công ty và hộ gia đình thanh toán tiền điện và khí đốt. Bên cạnh đó, nội các Italy cũng cắt giảm một nửa thuế giá trị gia tăng với một số mặt hàng thiết yếu, cắt giảm thuế cho người tự kinh doanh.
Thủ tướng Giorgia Meloni hy vọng việc tăng chi tiêu sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh hơn sau khi được chính phủ thông qua. Dự luật ngân sách mới sẽ được đưa ra biểu quyết tại Quốc hội và phải thông qua trước cuối năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.